Thành Long Vlog xin kính chào quý cộng đoàn. Xin mời cộng đoàn ấn quả chuông đăng ký kênh để đón xem những video mới hữu ích nhất từ kênh. Tin nóng từ vụ Ba Hát xuất hiện người đàn ông thường xuyên đưa tin về tòa giám mục giáo phận Vinh. Đức cha An Phong chưa lên tiếng, ông này đã có thông tin tòa trong. Xin cầu nguyện. Kính thưa quý cộng đoàn, vụ án Hồi Hữu Hòa giả thành linh mục đã trở thành vấn đề quan tâm đặc biệt của giáo dân. Người ta mong chờ các thông tin vụ Ba Hát sớm được kết thúc để giáo dân an lòng thờ phượng Chúa cho trọn. Nhưng từ vụ Ba Hát cũng xuất hiện một nhân vật khá đáng gờm. Xuyên suốt vụ Ba Hát, ông này đưa nhiều thông tin nhiễu loạn trên mạng xã hội Facebook. Vậy ông là ai? Ông được cho là giáo dân thôi, nhưng lại được cho là nắm giữ được nhiều thông tin quan trọng trong tòa giám mục xã Đoài. Ông này từng đưa tin, Linh Mục Việt đã ký nhận tội. Đức cha Hợp là trùm đầu, trùm cuối. Cha Nam có con riêng. Đức khâm sứ tòa thánh đến giáo phận Vinh và sau đó ngài đến thật. Rất nhiều linh mục và giáo dân thắc mắc, ông Lê Hải Nam này là ai, có tư cách gì trong các việc của giáo hội? Làm việc cho ai? Mới đây, Lê Hải Nam đã đăng tin và có ý coi thường, khinh rẻ, kết án các linh mục luôn lên tiếng cho bất công, bảo vệ sự thật. Đồng thời, ông cũng cho biết các động thái của Đức cha An Phong Nguyễn Hữu Long. Ông viết, người lớn không đôi co với con nít, ngày 15 tháng 3 năm 2023. Khi lũ con nít hàng xóm làm phiền bạn thì bạn làm gì? Bạn không nên đôi co với chúng vì chúng chỉ là con nít, mà phải nói chuyện với cha mẹ của chúng để họ dạy dỗ chúng. Đức cha An Phong dường như đã làm như thế với các linh mục phu cáo, bồi xấu ngài. 1. Với ông, tình dục thì rất sướng. Ngài viết thư khiếu nại lần thứ 3 với Đức cha Stephen Parkes, giám mục giáo phận Savannah. Sau hai lần nhắc nhở, không biết lần thứ 3 Đức cha Stephen Parkes còn nhắc nhở nữa hay không, hay sẽ có biện pháp chế tài. 2. Với các linh mục dòng chùa cứu thế như cha Khải, cha Thoại, ngài viết thư khiếu nại với cha Rogerio Gomez, bề trên tổng quyền dòng chùa cứu thế và cha Đa Minh Nguyễn Đức Thông, giám tỉnh dòng chùa cứu thế Việt Nam. 3. Với linh mục Tạ Duy Tuyền, cha xứ Tân Bắc, ngài gửi thư khiếu nại với Đức cha Joan Đỗ Văn Ngân, giám mục Xuân Lộc. Chúng ta chờ xem các bậc cha mẹ này có dạy dỗ được con cái của họ hay không, qua việc kiểm tra xem con cái họ sẽ cư xử như thế nào trong tương lai. Cha mẹ mà không biết dạy dỗ con cái thì cũng đáng bị thiên hạ mắng vốn hết trích. Ông Hải Nam đưa tin và cho rằng Đức cha An Phong đã để ý vật đôi co với các linh mục kia. Liệu đây có phải là sự thật hay không? Vì đây chỉ là việc làm của người thiếu trưởng thành và có tính hơn thua. Nhiều người nhận định rằng ông Lê Hải Nam là phát ngôn viên của Đức cha An Phong. Ông lại ca ngợi và ủng hộ việc bảo vệ Đức cha An Phong hết lòng, nhưng lại lên án và mạt sát Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, cha Đặng Hiệu Nam hay các cha luôn lên tiếng cho bất công sự thật. Linh mục Đinh Hiệu Thoại viết, mọi người nghĩ sao về ông Lê Hải Nam khi ông viết thư này? Ông là ai và đang ở đâu mà biết được chuyện nội bộ trong tòa giám mục Vinh? Giả như ông được kể cho nghe thì chỉ có người thiếu trưởng thành mới làm việc dại dột như ông. Ông làm hại Đức cha Long mà cứ tưởng đang giúp đỡ ngài. Cách ví von của ông thì phải nói là rất vô giáo dục. Tôi đã phản hồi với hai vị bề trên rất rõ ràng. Tôi gửi link danh khoản Facebook của tôi để các ngài đề nghị người khiếu nại và chụp màn hình để cung cấp chứng cứ phù hợp với nội dung khiếu nại. Sự thật sẽ giải thoát anh em. Anh Nguyễn Hoàng Trương viết, thầy ấy là cựu trùng sinh giáo hoàng học viện, từng là giám đốc trung tâm tiếng Anh Alexandre de Hodres, dòng tên Lý Chính Thắng, quận 3. Bạn bè Đức cha Long thường chở Đức cha Long bằng xe gắn máy khi ở Sài Gòn. Bạn bè Đức cha Ngân Xuân Lộc, Đức cha Năng, Đức cha Linh. Linh mục Paul Lộc viết, Đức cha Long còn đọc những gì cha Khải, cha Thoại và cha Tuyền viết hay không mà cho rằng các cha đó phu cáo, bêu xấu Đức cha hay là Lê Hải Nam lại bịa ra cho Đức cha. Tác giả Ai Bằng Thiên Chúa viết, có hay không Đức cha An Phong lại dùng các dư luận viên thuộc cơ quan ngoài giáo hội bảo vệ mình,
kính mong Đức Cha An Phong hãy bình tĩnh mà quay trở về với Chúa thật của mình thì hay hơn là cậy sự người thế gian. Có rất nhiều người báo cho tôi biết là ông Lê Hải Nam nhận tiền và quà cáp của Đức Cha An Phong biếu để viết xúc phạm Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, nguyên giám mục giáo phận Vinh và giáo phận Hà Tĩnh. Tôi đang xác minh xem tại sao nhóm Phao Đức Cha An Phong lại cả gan ngậm máu tươi để phun vào giáo hội Chúa Kitô như vậy. Bây giờ quay ra cắn xé Đức Thánh giám mục của Đức Cha Phaolô hết trích. Đa phần những thông tin ông Lê Hải Nam đưa ra, người ta chưa thể kiểm chứng, nhưng nó xảy ra đúng là như vậy, thì có lẽ giáo phận Vinh đang bị can thiệp từ bên ngoài, vì ông Lê Hải Nam là một người ất ơ, không chức vụ gì, lại nắm giữ các bí mật trong tòa như thế. Thưa cộng đoàn, nhiều người nhận thấy Đức Cha Long đã trở thành vị giám mục đầu tiên ở Việt Nam, để lại rất nhiều tai tiếng, bị giáo dân phản đối và gây phương hại cho giáo hội. Lịch sử giáo hội sẽ ghi nhận, để giáo phận Vinh trở nên yên ổn, Đức Cha Long nên từ chức. Nguyện xin Chúa soi sáng và ban bình an cho giáo phận Vinh. Amen. Vâng, nếu như cộng đoàn lần đầu xem video này của con thì hãy nhớ ấn like video và đăng ký kênh để cập nhật những tin hay nhất về đạo Công giáo, cũng như truyền cho con động lực để con có thể ra nhiều video phục vụ cộng đoàn. Con xin hết lòng cảm ơn.